Xin chào cả nhà. Nhân dịp quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, cửa hàng Hoa Tươi Vững Hảo xin gửi tới lời chúc toàn thể các mẹ, các bà, các chị, các em và cùng các cháu ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đang trong dịp lễ ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 của tháng 3 này thì cửa hàng Hoa Tươi Vững Hảo đang giảm giá 30% tất cả các dòng hoa như là hoa sáp, hoa tươi, tất cả các loại hoa, hoa bông, hoa bó nữa. Các nếu các chị, các em mà cùng các cháu có nhu cầu về hoa thì ủng hộ cửa hàng Hoa Tươi Vững Hảo nhé. Số điện thoại là 0961 522 889, địa chỉ cổng 1 chợ Gai, Lục Lam, Bắc Giang. Cửa hàng Hoa Tươi Vững Hảo xin chân thành cảm ơn ạ.